phải lên tân thêm bởi với mình bảo mình tưởng là ông Long quánh quái quánh thẳng vào nhà kính luôn. Kính của nó. Hello. Được. Nhân vật chính. Đây là nhân vật phụ nè. Đâu nhìn mặt cái coi. Các bạn ơi. Khỏi chơi đi. Trời ơi nhiều mất nữa. Rồi.